Quý Huy thì hiện nay cũng làm MC rất là nhiều, sắp tới nghỉ đi hát. Mùa mưa thôi. À mùa mưa thôi. Mùa hè đi hát chứ. Mùa hè chẳng đi hát hả? À. Giờ chúng ta cùng đến với chủ đề ngày hôm nay để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây và hấp dẫn như thế nào. Mùa nào thích nấy, tức là thức ăn theo mùa. À, Quân Huy thích theo mùa là những loại. Và bây giờ mời hai đội bắt đầu giao lưu. Đầu tiên xin mời đội của Ngô Quý Huy. Đề nghị dùng ngôn ngữ của loài người. À, chào bên đó. Bên đó chào bên kia. Ừ. Xin tự giới thiệu, tụi tôi có cái tên đội, đó chính là Sáu Bền Vững. Không biết là cái danh tánh của bên đó tên gì ha? Phước Lộc Thọ. Sao nghe sữa vậy? Thì mình đây, ở đây là mình là thiên đường đúng không? À. Đây nè, ông Hoàng đây. Ở đây là cũng phải có thần tiên đây chứ, thấy không? Ông Thọ nè. Ông Phước nè, ông Lộc đẹp như ông Thọ xấu nhiều đó. Cái dòng thần tiên không được ăn đúng không? Không, không, giờ mới ăn chứ thần tiên đâu thế nào mà là hít không khí sống được. Phải ăn hết không khí. Phải ăn. Bây giờ anh Hoàng anh phán xét giùm em câu không mày. Mời đội giới thiệu tên. Kỹ nhân đội tôi. Em tên Summer. Đây là mùa hè. Summer. Còn đây là mùa đông. Winter. Em là mùa mưa. Mùa mưa là tiếng Anh sao? Ai biết? Không, biết. Begin. Rồi, mời đợi anh Hoàng ốm. Thì mình á là bây giờ là anh là ông Thọ đúng không? Đó thì là anh giới thiệu theo phong cách ông Thọ. Dạ đúng là Phước Lộc Thọ. Ai cần sữa tìm ba đứa tôi. Còn em tên là Lộc, tên thiệt em là Ngọc Trai. Dạ. Em tên là Minh Trí, nickname của em là ông Phước. Như vậy là toàn những người quen biết. Ngô Quý Huy thì hiện nay cũng làm MC rất là nhiều, sắp tới nghỉ đi hát. Mùa mưa thôi. À mùa mưa thôi. Mùa hè đi hát chứ. Mùa hè chẳng đi hát hả? Giờ chúng ta cùng đến với chủ đề ngày hôm nay để xem ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đây và hấp dẫn như thế nào. Mùa nào thích nấy, tức là thức ăn theo mùa. À, Quân Huy thích theo mùa là những loại nào? Ví dụ nè mùa nước nổi là có cái gì đặc sản miền Tây? Bông điên điển. Hay. Nói gì nữa? Cá linh. Hay. Dừa nước. Kiến thức vững mạnh ghê. Em thấy là cái game này em thấy không dừa nước mùa nào không có. Ví dụ như ngoài Hà Nội thì có mùa hoa sữa. Mùa hoa sữa ăn được đâu. Cốm, mùa cốm. Mận. Sấu nè, mận nè, cốm nè. Đó, nó là theo mùa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem video clip để xem nguyên liệu đầu tiên là gì. Sài Gòn có lá me bay, Hà Nội thì lại tự hào với hoa sấu rụng. Tháng 5, tháng mà Hà Nội nóng đá chảy vàng tan, cũng là lúc mà những trái sấu xanh xanh thần diệu xuất hiện. Quả sấu chua mát lập tức chiếm ngay tình yêu của người Hà Nội. Chỉ cần một ly nước sấu chua chua ngọt ngọt, cái nóng tan biến đi đâu. Bà nội trợ cũng ưu tiên chọn sấu cho bữa cơm hè thêm thanh mát. Vị chua của quả sấu làm dịu mát con người, giúp người Hà Nội ứng phó với cái nóng oi ả tháng 5. Hãy cùng Thiên Đường Ẩm Thực thưởng thức bữa cơm sấu non của người Hà Nội nào. Cá lóc thơm béo mà kho với vị chua dồn dốt của sấu non, ăn kèm với cơm thì còn gì bằng. Đập dập tiêu, sắc nhỏ hành, sau đó đem ướp với cá lóc cho thật thấm. Hãy làm thêm nước màu bằng đường để món ăn có thêm màu sắc hấp dẫn. Cho cá vào đảo đều, thêm chút nước dùng và những quả sấu non như thế này. Nghe mùi hành tiêu thơm nồng, nghĩ tới vị chua của những quả sấu non thấm vào thịt cá, chưa gì đã nuốt nước miếng ừng ực. Nếu ai hỏi sấu nấu món gì ngon nhất, thì Thiên Đường Ẩm Thực sẽ trả lời ngay, đó là vịt om sấu. Sắc nhỏ gừng, sả, hành, tỏi để ướp vịt.
sau đó chiên sơ vịt cho già sang lại, cho sấu vào rồi đổ nước dừa xiêm ngập mặt thịt và om. Khi thịt đã chín mềm, cho thêm khoai sọ vào om cùng. Vị chua của sấu cộng hưởng với thịt vịt, nước vịt ngọt thanh sẽ thấm vào sấu, tạo thành mùi thơm đặc trưng khó tả. Cắn miếng khoai môn béo bùi, ăn hoài không ngán. Miệng cứ la no nhưng tay thì vẫn gấp. Khi cái nắng gắt của mùa hạ chuyển sang hanh vàng, cùng với cơn gió heo may cũng là lúc Hà Nội vào thu. Ngõ hẻm Hà Nội lại điểm tô màu xanh cốm non, đất trời thoang thoảng mùi lúa nếp thơm lừng. Hà Nội nhiều đặc sản là thế, nhưng không món nào thơm thảo được bằng cốm non đầu mùa. Thơm thơm, dẻo dẻo, cốm non để ăn vặt hay chế biến món ăn đều dậy lên mùi thơm đặc trưng. Hãy thử tưởng tượng cắn miếng chả giò giòn rụm, sau đó gặp ngay vị dẻo dai của cốm. Cảm nhận mùi vị của mùa thu Hà Nội lan tỏa thì sao nhỉ? Sắc chỉ, nấm nhĩ, bún tàu trộn đều với thịt băm và giò sống. Nhớ thêm hành tím băm nữa nhé, thịt mà thiếu hành sẽ không ngon đâu. Bây giờ hãy thêm thật nhiều cốm xanh. Thiên đường ẩm thực mách bạn sử dụng bánh tráng bò bía để cuốn chả giò, khi chiên để thêm giòn xốp. Lăn thêm một lớp cốm bên ngoài chả giò cho dậy mùi cốm nhé. Chả giò thì mùa nào cũng ngập tràn, nhưng chả giò cốm thì không phải cứ muốn ăn là có ngay. Thèm cách mấy cũng phải đợi đến lúc Hà Nội vào thu. Đồ xôi là cách đơn giản nhất để thưởng thức trọn vẹn vị ngọt thơm của lúa nếp non. Ngâm nếp trong nước 30 phút cho đến khi nếp non ngậm đủ nước, nở bung đều thì cho trộn thêm mỡ gà. Phần mỡ gà áo đều những hạt nếp giúp xôi cốm trở nên béo, tôm mềm mượt. Đã đến lúc đem nếp đi đồ rồi, nhớ là chưa chỗ cho phần gà nguyên con da vàng vào nữa nhé. Trong quá trình hấp, nước gà sẽ thấm đẫm vào xôi cốm, giúp món ăn thêm ngon bội phần. Món xôi cốm đồ nhìn đơn giản vậy thôi, chứ chắc chắn ai có thể cưỡng lại mùi thơm nức của món ăn này. Một miếng cốm dẻo, một miếng gà ngon, đúng là món quà tinh tế của người Tràng An. Hấp dẫn không? Một lần nữa chúng tôi nhắc lại, chúng tôi không có phần mềm dịch ngôn ngữ của các bạn, nên đề nghị nói bằng ngôn ngữ của loài người. Anh Hoàng có bao giờ ăn cái món đó chưa? Ăn rồi. Cá lóc. Dịch âm xấu. Nói chung là ăn gần hết đúng không? Chả giò. Thì em nghĩ là đội anh ở phần này đừng ăn nữa. Bảy. Ăn hết rồi. Không có, ăn ở chỗ khác, chỗ này ăn ngon hơn nghe đồn vậy đó. Đúng, chính xác. Nhưng muốn ăn là phải chiến thắng vượt. Đội còn lại là đội không được ăn. Hả? Và bây giờ sẽ là trò chơi. Những người mập sẽ là người yếu thế trong trò chơi này. Để hỗ trợ cho các bạn trong phần chơi này, xin mời nghệ nhân Bến Việt, cô Hiền Minh. Chào các bạn. Chào cô. Chào cô. Thôi bớt đi, người lớn, bớt lại. Giờ mình làm gì cô? Buổi ngày hôm nay thì mình sẽ tập gói bánh cốm. Thì bánh cốm, cái phần cốm này mình đã sơn hết rồi, thì cách gói làm sao mà thứ nhất là cái bánh nó sẽ vuông, đẹp và thời gian nhanh nhất. Bây giờ cô làm mẫu đi chứ mấy bạn không biết đâu. Đúng rồi, bây giờ cô mình sẽ bắt đầu làm mẫu cái phần này. Cô ơi, cái cục nhân nó một hình tròn bây giờ sao làm vuông được? Vuông nó hơi khó cô ơi. Rồi, trước tiên thì mình sẽ pha nhẹ cái phần dầu vào trong cái phần tay của chưa, mình. Chưa? Mình sẽ để cái phần cái dĩa của mình vô. Và bắt đầu mình sẽ bóc cái phần bột lên.